Đức vua Trần Nhân Tông, đệ nhất tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đã khẳng định triết lý: đời đạo là sống vui, đạo đời là vui sống, và đối cảnh vô tâm là Phật, là Niết Bàn, là an lạc, là hạnh phúc. Hòa thượng Thích Thanh Từ phát huy tư tưởng thiền học với bài thơ mộng bình dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Hòa thượng đã cảm nhận được cuộc đời này chỉ như một giấc mộng. Nói mộng mà lìa khỏi mộng, ngay thân, tâm và cảnh huyễn mộng sinh diệt này còn có một cái chân thật không bị vô thường sinh diệt chi phối. Những ai đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng mới có thể thấu hiểu hết được ý thơ của một bậc tông chủ với thần thái an bình, ung dung đến vậy. Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt là nơi Hòa Thượng Thích Thanh Từ thực hiện tâm nguyện xây dựng một nơi tu thiền chỉnh chu nhất. Trong cảnh quan thiên nhiên yên ả, thanh tịnh 24 hectare là ngôi thiền viện gồm các công trình kiến trúc được xây dựng trên 2 hectare. Hòa Thượng chỉ đạo cho các tăng ni chăm chút cho thiền viện luôn tươi đẹp, hài hòa với cảnh quan chung, tạo nên một khung cảnh thật đẹp trong tổng thể khu vực Hồ Tuyền Lâm để phục vụ cho khách tham quan. Ngày ngày dạo bước thông thả cùng đệ tử trong thiền viện Trúc Lâm là niềm vui dung dị của Hòa Thượng. Tuổi đã cao, sức lực cũng yếu dần trong quy luật sinh diệt không từ một ai. Người vẫn ung dung nhẹ bước giữa cõi trần ai chỉ như giấc mộng này. Thầy đi giữa buổi chiều tàn, áo vàng gậy trúc bên nhàn cỏ hoa. Lòng từ vì đạo thiết tha, âm ba lời dạy vang xa khắp trời. Sắc không không sắc đổi dời, ngay đây nhận lấy sáng ngời gia phong. Bụi hồng thầy bước thông dong, phụng hoàng chắp cánh trời không tung hoành. Mây lành Yên Tử kết thành, Trúc Lâm Đà Lạt âm thanh một màu. Thiền tông thôi hỏi thế nào, cội tùng ngồi ngắm hoa đào ngày xuân. Với giới tăng ni Phật tử và cả với du khách bốn phương, thiền viện Trúc Lâm là một nơi tu hành có cảnh quan và công trình kiến trúc tuyệt vời. Không quá nguy nga lộng lẫy, ngôi thiền viện này trang nhã, yên hòa với thiên nhiên tươi đẹp của khu vực Hồ Tuyền Lâm mà vẫn giữ được sự thanh tịnh của một chốn thiền tu. Ngắm nhìn cảnh quan tuyệt vời của thiền viện Trúc Lâm là phút nhẹ lòng thanh thản nhất nơi vị Hòa Thượng đã dành hơn 60 năm tu hạnh và phát đạo. Gần tuổi 90, không còn thông dong một mình dạo cảnh thiên nhiên mà ngẫm nghĩ đạo đời, nhưng tâm thái Hòa Thượng vẫn minh quang, đỉnh đạt và ôn hòa với cuộc đời. Thiền học là tùy duyên, là vô tâm, thanh thản với mọi sự thăng trầm của cuộc đời. Bao tăng ni Phật tử một lòng hướng Phật, tu thiền theo Hòa Thượng, hẳn ít nhiều cũng nhận cảm, giác ngộ dần lẽ đạo thiền tu này. Thiền tu là hướng đến sự tịnh tâm, nhẹ lòng buông bỏ mọi mê muội của kiếp luân hồi, cho tuệ sáng mà giải thoát và giác ngộ. Luôn giản dị, gần gũi, nhẹ nhàng mà sâu sắc, Hòa Thượng Thích Thanh Từ là hình ảnh của một bậc chân tu, phát tâm về Phật Pháp, đức độ và sự tu hành có ảnh hưởng lớn đến tăng ni, Phật tử và chúng sinh trên con đường phát huy phái thiền tông của dân tộc. Bất cứ khi nào, ở đâu, người vẫn luôn nhẹ nhàng, khiêm cung, sâu sắc và minh mẫn. Dường như tâm tịnh, phước dày và tuệ sáng đã hình thành nên một bậc chân tu cứ nhẹ nhàng, thanh thản đi cho đến cuối đường đời và trọn một đường tu. Thì mình có cái thân này thấy như là cái thân thiện, nhưng mà lúc cuộc đời ấy chục năm đi mất. Thì còn thiệt không? Cho nên gọi là gác thân mộng, chỉ là giấc mộng dài thôi. Mộng tan rồi,
cười dở mộng. Dạ, sao nhớ. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơ mộng. Hay quá. Biết cuộc đời là mộng thì tỉnh, chứ không có mê. Chứ còn nhiều khi ta cứ thấy cuộc đời thế này thế kia là cái buồn vui giận ghét rồi phiền lắm, thì biết thôi tất cả cũng là mộng thôi, buông không cần ôm ấp gì nữa. Hòa thượng và Phật tử của mình luôn là sự hạnh duyên trong con đường cùng hướng đến thiền tu ấy. Hồi chuông lúc 3 giờ khuya là giờ yên tĩnh tọa thiền ở cả hai nội viện Tăng Ni. Thiền viện Trúc Lâm là nơi Hòa Thượng đã cùng các đệ tử và Phật tử dày công xây dựng để Thiền học Việt Nam có một nơi tu tập đúng nghĩa tu thiền. Noi theo người xưa, quyết chí làm sống lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Hòa Thượng đã chủ trương khôi phục Thiền Tông Việt Nam bằng lý thuyết lẫn thực hành. Về lý thuyết, Hòa Thượng viện trưởng sưu tầm, dịch và giảng giải các tư liệu về Phật giáo Thiền Tông đời Trần hiện còn được giữ lại. Về thực hành, người lập ra thanh quy nghiêm ngặt, trong đó có hướng dẫn tăng ni tại thiền viện mỗi đêm tụng sám hối 6 căn do vua Trần Thái Tông soạn. Ngày đêm phải tọa thiền 3 thời, mỗi thời 2 giờ liền. Đồng thời thực hành bằng cách tu ở nội tâm, áp dụng công phu tu hành trong giờ ngồi thiền và trong những lúc công tác, sinh hoạt khác. Thiền sinh sống trong thiền viện phải có đủ 3 đức tính: dứt khoát, kiên quyết và đạm bạc. Thiền sinh đều phải sống trong tinh thần lục hòa, tức là 6 phép hòa kính trong nhà Phật. Tọa thiền rất quan trọng trong việc tu hành của các tăng ni phái Thiền Tông. Tư tưởng minh triết của Đức Vua Trần Nhân Tông về sự nhập thế, đạo và đời mang đậm bản sắc văn hóa Đại Việt trải hơn 7 thế kỷ. Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã góp phần đáng kể để thiền học Việt Nam đã có bước phát triển xứng tầm. Thiền sinh ở hai nội viện Tăng Ni rất riêng biệt và tuân thủ thanh quy rất nghiêm. Thiền sinh muốn vào thiền viện phải hội đủ những điều kiện quy định trong thanh quy, đó là phải có trình độ lớp 12 trở lên, đã học xong các trường Phật học bên ngoài, có giấy giới thiệu của bổn sư. Nếu là tăng ni trong các thiền viện thì phải tu tập ở đó 3 năm trở lên và từng quen tập thiền và kham chịu được thanh quy của thiền viện. Khi tĩnh tọa thiền, các tăng ni đều phải thật nghiêm túc, tập trung trong không gian thật tĩnh lặng, thanh nghiêm. Có như vậy, các tăng ni mới nhanh chóng tiến bộ khi tu thiền. Các giám thiền luôn giữ nghiêm kỷ luật, giúp các thiền sinh tọa thiền tốt nhất. Vì đạo Phật là đạo giác ngộ, được giác ngộ là gọi là Phật, còn mê đang làm thì là chúng sinh. Thì thầy ráng cố gắng giác, chỉ trên con đường đi phải thức tỉnh, phải sáng suốt, chứ không có mê lầm. Ảnh không có hơn thua phải quấy gì, lôi thôi nha. Thầy tu mấy chục năm nay, thầy bằng lòng trên đường tu của mình. Bởi vậy nên được mới mở mang dạy cho tăng ni rồi đó, rồi Phật tử đó. Thấy thì con đường mình đi được tốt đẹp thì muốn cho tất cả người đi theo cũng được tốt đẹp. Vì vậy mà thầy yên lòng. Cái bổn phận của thầy thì thầy có học, có tu thì thực hành được theo đường lối của thầy rồi. Vì vậy cho nên rồi thầy thấy cái đàn em hay là đàn học trò thì phải cố gắng hướng dẫn chỉ dạy họ cùng tu với mình. Thì đó là bên nam bên nữ, bên tăng bên ni đó, thì thầy phải dạy mấy năm nay
để cho họ biết để tu. Chứ nhiều khi nó tu theo Phật mà không biết tu làm sao thì đâu được. Thành nó có kinh có sách đại thế đó, nắm vững nó để giảng giải cho tăng ni. Ước nguyện của... Và dòng đời hơn 60 năm tu hành với biết bao thử thách gian truân chỉ như là áng mây nhẹ trôi qua của giấc mộng đời người. Thiền viện Trúc Lâm là nơi mà Phật tử muốn được một lần đến để hiểu hơn về phái tu thiền. Tại đây, vào những khi hành lễ như lễ Phật đản đều thu hút đông đảo Phật tử tụ về. Mọi người đều phải qua ba cổng tam quan mới vào được chánh điện và thấy được Phật. Đó cũng là triết lý sâu xa của Phật giáo. Việc làm chính của một người xuất gia tu hành cầu thành Phật là tự giác ngộ chính mình và hướng mọi người cùng giác ngộ. Công hạnh có viên mãn mới thành Phật. Đến với thiền viện Trúc Lâm vào những dịp lễ, Phật tử sẽ cùng với tăng ni hành lễ trong chánh điện dưới sự chứng tri của Phật. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền, nào có đến hay đi. Những câu kệ trên được dẫn trong Kinh Hoa Nghiêm có nghĩa là nếu chúng ta thấy được tất cả pháp không sinh không diệt và hiểu được vậy thì chư Phật luôn có mặt trước mắt mình. Dần thấm nhuần được ý nghĩa trên, các tăng ni Phật tử sẽ dần được giác ngộ trên con đường tu hạnh hay tu tâm hướng Phật. Mỗi khi có dịp tề tự về thiền viện Trúc Lâm, đông đảo Phật tử hiểu hơn sự trang trọng, thanh nghiêm của một thiền viện tiêu biểu cho phái Thiền Tông Việt Nam. Là nơi chuyên tu thiền, thiền viện Trúc Lâm tiêu biểu cho sự khôi phục lại dòng thiền tông Việt Nam suốt 700 năm vắng bóng. Cũng như các thiền viện khác, thiền viện Trúc Lâm thường xuyên làm lễ quy y cho chúng sinh muốn trở thành Phật tử. Dòng thiền tông của dân tộc cứ như mạch suối nguồn tuôn chảy mạnh mẽ, rộng xa hơn. Tại chánh điện của các thiền viện không có thùng phước sương cúng dường. Theo tâm ý của Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thanh Từ, Phật tử nào muốn phát tâm thì sẽ tìm hỏi để được hướng dẫn nơi chốn để cúng dường. Điều này sẽ tránh được sự gượng gạo hình thức nơi Phật tử khi đến thiền viện. Vì lẽ này, thiền viện cũng quy định các tăng ni không được phép đi đám chỗ này chỗ kia. Khi Phật tử đến cúng kính, cầu nguyện, chỉ tới thiền viện ghi tên để các chư tăng ni nguyện cầu trong buổi sám hối.
Hòa thượng viện trưởng đã gắn bó phần lớn thời gian nơi thiền viện Trúc Lâm. Khu tịnh thất của người được thiết kế tao nhã, ẩn mình dưới rừng thông. Cảnh quan nhẹ nhàng, trầm mặc của thiên nhiên là nơi hòa thượng có thể nghỉ ngơi mỗi khi làm việc mệt nhọc. Gian thất nhỏ chỉ để bàn thờ Phật và chỗ để hòa thượng ngồi tĩnh tâm thiền định thường xuyên. Một lòng hướng Phật, hạnh tu, từ năm 1968, thâm ý nhà thiền và phái thiền tông đời Trần đã được hòa thượng khám phá từ công phu thiền định. Cho đến nay, hơn 30 năm, người vẫn kiên định một lòng phát triển trang thiền sử Việt Nam. Gần 30 thiền viện được thành lập ở Việt Nam và nước ngoài, cùng gần chục vạn Phật tử phát tâm quy y, cùng hòa thượng đi theo con đường thiền học. Hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ đã toàn tâm trọn vẹn một đường tu và đang đến gần tới đích cuối, hoàn thành tâm nguyện của đời mình. Nơi cõi niết bàn ấy, hẳn người sẽ gặp được Phật với niềm hoan hỷ của một đời tu hạnh và công phu thiền định.